Hoa sứ Lê Gia xin kính chào cô chú và anh chị ạ. Hôm nay con xin chúc cô chú và anh chị có một buổi chiều vui vẻ ha. Bên con hôm nay có một số cây sứ Thái ghép bán lẻ. Cái này là hàng Tết cho cô chú và anh chị này, loại thùng lớn, củ to. Con xin giới thiệu đến với cô chú và anh chị ha. Dạ, bây giờ con xin giới thiệu đôi chút về bên con hôm nay có cung cấp phân dơ cho cô chú và anh chị mình bón cho cây kiểng ha. Đây là phân dơ nguyên chất 100%. Này là ở trại nhà con nuôi để cung cấp luôn ha. Cái này là phân dơi, mình bón, mình có thể là bón trực tiếp vào trong cái gốc cây của mình, hoặc là mình ngâm nước. Một túi này con bán giá 20.000. Này cô chú và anh chị mình ngâm trong 10 lít nước để mình tưới cho cây ha. Mình tưới là cây mình có lá màu xanh bóng ha, với lại hoa thì nó nở hoa to, và bông của mình nó có màu hoa tươi nè, và giữ được màu bền lâu, và nó tốt cho môi trường ha. Nói chung này là phân hữu cơ, mình bón nó là tốt hơn phân hóa học ha. Dạ, đây là cây số 1 ha. Dạ, qua bên này mang sứ ha. Cây này cây số 1. Cây số 1 là gồm có hai màu, màu vàng với lại màu hồng ha. Màu vàng là của cây giống Minh Hoàng, và màu hồng là cây Vân Huế. Đây là Vân Huế ha. Vân Huế là màu hồng. Vân Huế này nó cánh kép. Còn màu vàng là cây Minh Hoàng, hoa nó dạng cánh kép luôn, màu vàng luôn. Cây này cái củ nó là hình thú ha. Đây, để con đưa gần như cho cô chú và anh chị mình xem củ ha. Đây, củ hình là rất là quái ha, củ có hình rất là dễ thương. Cây này là nó được 5 bo, và mỗi một bo nó là được 2-3 tược nha cô chú và anh chị. Dạ, cây này là con bán giá 160.000. Dạ, qua đây là cây số 2 là cây dạ khúc. Dạ khúc là hoa của nó dạng cánh kép màu hồng ha. Dạ khúc nó rất là sai hoa. À, nó đang cho ra búp nhiều hoa, nó hoa đồng lọt nữa. Cây dạ khúc này là nó có 9 bo, mỗi bo nó ra 2 tựa ha. Bộ tàn nó thì to, sợ tròn ha. Đây là tàn cây dạ khúc, bo nó dài khoảng 1 tấc rưỡi á. Và đây là củ nó ha, củ nó có đường kính củ nó khoảng 4 tấc rưỡi á. Cái hàng này là tụi con chưa đôn củ lên đó cô chú và anh chị. Con còn để cho nó củ nó nằm sâu trong đất để cho nó nuôi cái củ mình được to hơn ha. Dạ, cây số 2 này con bán giá 180.000. Qua đây là cây số 3 là cây Reti Lady ha. Cây Reti này là hoa nó dạng cánh kép, nó màu vàng, có hương thơm nhẹ. Cây này nó đang cho ra búp nè ha. Cây Reti này là nó có được là 8 bo, và mỗi một bo của nó là được 2-3 cái tựa ha. Và đây củ nó. Cây Reti này là chiều cao của nó, con đo từ cái mặt tro lên đến bo ghép á, là nó khoảng 3 tấc rưỡi á. Và còn cái củ nó ha, đường kính củ nó là gần 5 tấc ha. Cây số 3 là con bán giá là 260.000. Qua đây là cây số 4 là cây hỏa sơn. Hỏa sơn là hoa nó màu đỏ. Cây hỏa sơn này có bộ lá đẹp nè, nó lá to, xanh bóng ha. Hỏa sơn này nó cũng rất là xiên hoa, nó đang cho ra búp rất là nhiều nè. Cây này là nó được 8 bo, mỗi một bo nó ra từ 2-5 cái tựa. Cái bộ tựa này mà nó phát triển hoàn thiện đàng hoàng là nó xòe ra cái cây mình là xum xuê cực kỳ luôn. Bộ tàn nó là xòe tròn đều ha cô chú và anh chị. Và xuống đây là củ nó ha. Củ của cây này đường kính của nó là khoảng gần 5 tấc. Dạ, cây này con bán giá là 260.000. Qua đây là cây số 5. Cây số 5 là cây Vân Huế 1. Vân Huế này hoa của nó màu đỏ ha. Cây này của nó là 6 bo. Nó được 6 bo, mỗi bo của nó là từ 2-4 cái tựa.
củ của cây Vân Huế này rất là to luôn. À, củ nè, đường kính của nó là 5 tấc mấy. Rồi, cây Vân Huế 1. Cây này con bán giá 240.000. Ở đây là cây số 6. Cây này là thần tài siêu bông ha. Cây siêu bông này nó đang cho ra búp rất là nhiều rồi cô chú và anh chị. Cây siêu bông này là nó được 8 cái bo ha, 8 bo ghép. Mỗi một bo của nó ra là từ 5 cho đến 6 cái tựa. Cây này là có bộ tàn là tàn và tựa của nó là tàn rất là to và tròn ha. Củ nó thì nhìn đẹp lắm ạ. Đây, củ của nó nè ha. Cái con xây từ từ cho cô chú anh chị mình ngắm ha. Đây là cây thần tài siêu bông. Cây này con bán giá là 260.000 ạ. Đã qua đây là cây Reti Lady ha. Cây Reti này là hoa của nó màu vàng. Nó dạng cánh kép, nó có hương thơm nhẹ ha. Hoa của nó ra rất là rộ ạ. Và nó xiên hoa nữa. Cây Reti này là nó được 7 bo ha. Mỗi một bo của nó ra là 2 cho đến 4 cái tựa. Cái này là con ghép này là lô hàng Tết ha cô chú và anh chị. Hàng này là hàng củ to ha. Và đây là củ của cái ghép ti này ha. Củ nó cái đường kính nó là khoảng 5 tấc 2 á. Chiều cao của nó từ mặt tro lên đến cái bo ghép nó là nó 3 tấc rưỡi. Cây Reti này là số 7, con bán giá 260.000. Qua đây là cây số 8. Cây này là cây thần tài nữa ha. Cây này nó đang là sắp sửa là bung nụ ra hết nè ha. À, nụ của nó ra là chùm chùm luôn. Cây này là hoa nó màu đỏ cô chú anh chị. Nó được là 6 bo ha. Mỗi một bo nó ra là 2 cho tới 3 cái tựa. Rồi đây là củ nó ha. Củ nó to ghê. Cái củ nó đường kính củ này là gần 5 tấc. Cây thần tài con bán giá là 220.000 ạ. Và đây là cây Vân Huế 5. Cây Vân Huế 5 này là chậu của nó là số 9 ha. Cây Vân Huế 5 này là hoa nó dạng cánh kép, nó màu hồng ạ. Vân Huế này nó rất là xiên hoa. Cây này là nó được 5 bo ha. Mỗi một bo của nó ra bo từ 3 cho đến 5 cái tựa. Bộ tàn nó xòe tròn ha. Củ nó, cái đường kính củ này nó khoảng 5 tấc 2. Dạ, cây này con bán giá là 260.000. Qua đây là cây số 10, cây tuyết nhiệt đới. Cây này là hoa của nó màu vàng lợt ha. Cái họng của nó là màu cam đậm. Cây tuyết nhiệt đới này nó đang mang búp rất là nhiều nữa ha. Cây này là sắp bung ra ha, sắp bung nụ ra. Cây này nó được 7 bo. Mỗi một bo nó ra là 2 tựa ạ. Ha, bộ tàn thì tròn. Đây là củ nó ha. Cái củ này đường kính củ nó là khoảng 4 tấc 2. Cây này là cây tuyết nhiệt đới. Cây này còn bán giá là 200.000. Dạ, còn qua đây là hàng này là thắt điếm ha. Này là cây số 11. Cây là cây số 11. Cây này là Reti Lady ha cô chú anh chị. Cây Reti Lady này là nó đang mang búp rất là nhiều luôn nè ha. Cái giống này nó là cực kỳ xiên hoa luôn, nó đang cho ra búp ha. Cái này nó nở ra là mình thấy một chùm hoa vàng rực rỡ luôn. Reti này hoa nó dạng cánh kép, nó có màu vàng ha. Hương thơm nó thì nhẹ, có hương thơm thoang thoảng nhẹ. Đây là cây bím ha. Cây bím này nó củ nó rất là to luôn.
Cái đường kính cũ này nó khoảng 5 tấc mấy. Cái này là tụi con chưa có đơn cũ nó lên, con còn để cho nó nằm sâu ở trong mặt tro nè. Để nó nuôi cái cũ mình được tốt ha. Rồi đó con đo chiều cao cho cô chú anh chị mình xem ha. Chiều cao của nó, chiều cao của cây là nó 9 tấc 8 ạ. Đây là cây gốc tây la đi ha. Cây này là được hắc biếm nha cô chú anh chị. Nè, cái tựa nó rất là to luôn nè ha, mấy cái tựa để người ta thắt nè, nó to lắm ạ. Và cây này là con bán giá là 700.000 ha. Ở đây là cây số 12. Cây số 12 là cây Long Thành, cũng được thắt biếm luôn ạ. Cây Long Thành này nó đang cho ra búp nhiều nữa ha. Long Thành này nó rất là xiên hoa. Cái hàng thắt biếm này là mấy người vườn ta thắt là người ta chọn mấy cái giống mà nó xiên hoa, cô chú và anh chị để ghép ha, cho cây hoa mình nó được đẹp ha. Cái Long Thành này là nó hoa của nó màu hồng đậm á, nó rất là xiên hoa nè ha. À, đây là cái biếm nó được thắt ha. Nó có mấy cái vỏ nó bị chày chày, cái này là nó lành rồi nha cô chú và anh chị. Cái này là do lúc người ta thắt á, là cái vỏ cây nó bị té ra thôi chứ nó lành không có gì hết. À, đây là cây biếm. Cây này có củ rất là to luôn. Cái đường kính củ này là nó gần 6 tấc luôn á. Để con đo chiều cao cho cô chú và anh chị mình xem ha. Cái chiều cao của cái cây Long Thành này là nó 1 mét, chiều cao nó 1 mét ha. Và cây này là con bán giá là 700.000 luôn ạ. Dạ, bên tụi con á là xếp hàng toàn quốc nên khi cô chú và anh chị mua hàng thì xin cô chú và anh chị hãy hỗ trợ cái phí xếp cho tụi con ha. Dạ, nếu cô chú và anh chị yêu thích hoa sứ laser thì xin cô chú và anh chị hãy nhấn like để ủng hộ cho tụi con. Mỗi like của cô chú và anh chị ghé qua là đó là niềm động lực rất lớn để cho tụi con tìm ra những mẫu hoa đẹp để tụi con đưa ra cung cấp ngoài thị trường ha. Dạ, cô chú và anh chị mình nhớ bấm nút để đăng ký ha, để mình có thể mình cập nhật những thông tin mới và những mẫu hoa đẹp nữa. Dạ, con xin cảm ơn rất nhiều ạ.